chào các bạn, tôi tên là Yến Lê, năm nay tôi 34 tuổi. Hiện tại tôi là mẹ của 3 con nhỏ và tôi sinh sống ở Vĩnh Yên. Tôi đã kinh doanh magic được 1 năm. Trước khi đến với magic, tôi từng làm khách hàng đã bị mụn. Em gái tôi đã gửi cho tôi rất nhiều những sản phẩm bên Nhật. Thực sự là sản phẩm của Nhật rất tốt nhưng mà nó lại không phù hợp với làn da của tôi. Và trong quá trình thời gian rất dài, tôi cũng rất buồn với khuôn mặt của mình. Hồi tình cầm này, tôi được người em đã giới thiệu cho tôi về sản phẩm của magic ở Đông Y của magic. Sau khi sử dụng sản phẩm, tôi thấy khuôn mặt tôi cũng đã cải thiện được rất nhiều. Và một thời gian sau khi sử dụng sản phẩm đó, tôi đã da mặt tôi đã hoàn thiện và dần dần đẹp hơn. Nên tôi đã quyết định là mình sẽ kinh doanh dòng sản phẩm này. Sau khi kinh doanh thì tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện là phải thay đổi bản thân, từ cách ăn mặc, quần áo, đầu tóc, rồi từ cử chỉ, lời nói, hành động. Tôi không nghĩ là rất là bình thường. Từ khi kinh doanh magic, tôi đã cảm thấy là bản thân mình cần phải thay đổi. Làm phụ nữ kể cả khi ở nhà đến khi đi làm, mình bản thân mình cũng là cũng phải đẹp, phải chỉnh chu, không phải là để cho người khác mà là cho chính bản thân mình. Từ đấy tôi đã quyết tâm là phải thay đổi để cho thay đổi, thứ nhất là để cho chính bản thân tôi, để cho tôi phải được xinh đẹp hơn, được có cuộc sống tốt hơn và điều kiện cho các con tôi sau này có được những thứ mà các đứa trẻ cần phải có. Sau hơn 1 năm kinh doanh magic, từ bắt đầu làm cô chi nhánh, tôi đã phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ để tôi có được một vị trí như ngày hôm nay để làm công đại lý của hãng mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng Magic Skin. Và trong suốt thời gian đấy, tôi đã cố gắng để thay đổi bản thân và hình tượng của mình rất nhiều. Thực ra là khi kinh doanh này, trong quá trình kinh doanh tôi trải qua rất nhiều khó khăn, từ những cái việc khó khăn trong công việc kinh doanh trước, từ một người mới bắt đầu kinh doanh không biết phải làm như thế nào và cũng cản trở từ gia đình, từ chồng tôi cũng không muốn cho tôi kinh doanh, nhưng mà vì khao khát là muốn thay đổi nên tôi đã quyết định là mình phải thay đổi. Hiện tại tôi đang có con nhỏ 3 tháng và tôi cũng phải cố gắng để vượt qua cái rào cản của con cái để tôi quyết tâm là tôi có mặt ngày hôm nay, tôi có mặt ở lớp học xứng tầm thủ lĩnh, để tôi quyết định là tôi phải thay đổi, bởi vì là quyết định thay đổi để cho con cái tôi được tốt hơn. Tôi không nghĩ con cái là rào cản mà là con cái sẽ là động lực để chúng tôi phát triển xa hơn và để cho cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn và tôi sẽ trở nên xinh đẹp hơn và tôi sẽ phải thay đổi rất nhiều. Xin chào